Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị khán giả của chương trình Món ngon mỗi ngày do công ty Ajinomoto Việt Nam tài trợ. Quý vị thân mến, hẳn là ngày hôm nay quý vị rất ngạc nhiên vì không phải là Minh Châu gửi lời chào đến quý vị mà là một chàng trai trẻ. Đây là đầu bếp mới của chương trình Món ngon mỗi ngày. Cùng với sự thay đổi là tươi trẻ hơn, năng động hơn thì một đầu bếp trẻ như thế này chắc chắn là rất thích hợp đúng không ạ? Và xin giới thiệu với quý vị đầu bếp Phước Hưng. Hưng ơi, hiện giờ Hưng có đang hồi hộp lắm không? Phước Hưng phải nói là đang rất là hồi hộp để mà đến với chương trình này. Vậy thì bây giờ Châu sẽ trao cho Phước Hưng nhiệm vụ đầu tiên nha. Đây là lá thư của một vị khán giả, một bà mẹ trẻ đã gửi về cho chương trình. Chị ấy có một đứa con nhỏ hiện nay đang đi học nhưng mà gần đây thì có cái dấu hiệu mệt mỏi. Có lẽ là vì bé học hành quá căng thẳng. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là bé cần phải bổ sung thêm chất sắt vì bé bị thiếu máu. Nhưng mà bên cạnh cái việc uống thuốc thì bé cũng cần phải ăn thêm cả những cái thực phẩm giàu chất sắt nữa. Thế thì ngày hôm nay không biết là Hưng, một đầu bếp mới, thì sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Đúng rồi đó Minh Châu. Thì ngày hôm nay thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị khán giả cũng như là Minh Châu một món ăn rất là nhiều chất sắt nhưng mà nó có thể bồi bổ cho sức khỏe của chúng ta. À, hay quá. Vậy thì món ăn này có nguyên liệu gì mà nhiều chất sắt? Đó chính là rau muống. Không biết là rau muống kết hợp với cái gì để làm món ngon đây ta? Và rau muống này Phước Hưng sẽ kết hợp với một nguyên liệu chính, đó chính là bạch tuộc. À, vậy thì chúng ta sẽ có món gì vậy? Bạch tuộc xào rau muống. Chúng ta cần có 200g rau muống, 300g bạch tuộc, gừng băm, hành tỏi băm, ớt hiểm, dầu hào, màu dầu điều, các gia vị thông thường và giấm gạo Lisa. Trước tiên thì Phước Hưng sẽ cắt rau muống. Chúng ta cắt dài như thế thì khi chúng ta xào nó sẽ giữ được độ giòn phải không Hưng? Đúng rồi, tiếp tục Hưng sẽ sơ chế bạch tuộc. Trước khi sơ chế bạch tuộc thì Phước Hưng cũng xin chia sẻ một cái bí quyết của mình đến tất cả quý vị khán giả cũng như là Minh Châu. Khi mà chúng ta mua bạch tuộc ở ngoài chợ về thì chúng ta phải lựa cái con bạch tuộc phải còn nguyên da, đặc biệt là nó trong, và chúng ta lấy cái ngón tay ấn vào nó có độ săn và chắc. À, nếu chọn như vậy là bạch tuộc ngon đúng không? Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta đâu khó để chọn được bạch tuộc tươi ngon đâu phải không ạ? À? Chúng ta chọn con bạch tuộc còn nguyên con nè, săn chắc nè, da có độ bóng nè, đàn hồi, như vậy là bạch tuộc ngon ạ. À. Trước tiên thì Phước Hưng sẽ cắt cái phần đầu của bạch tuộc ra. Thì khi mà chúng ta làm bạch tuộc đó thì chúng ta phải bóp đi cái con mắt nó ra cho nó sạch hết cái con mắt đó. Khi mà bỏ cái phần mắt này thì nó có thể bớt đi cái vị tanh của bạch tuộc. Còn cái phần đầu này thì Hưng sẽ cắt làm hai. Cho vào đây là một muỗng canh gừng băm, một muỗng canh hành tỏi băm, một trái ớt đập dập và một muỗng canh màu dầu điều, nửa muỗng canh dầu hào. Nêm vào đây là hai muỗng cà phê hạt nêm Azingon và một muỗng canh rượu trắng. Châu tưởng đây là món xào thông thường thôi chứ, mình còn cho rượu vô nữa hả? Hôm nay á, Hưng cho cái rượu này vô, đặc biệt là nó đặc trưng của nó là nó khử đi cái mùi tanh của bạch tuộc và nó tạo nên cái hương vị ngon hơn cho món ăn. À vậy á hả? Quý vị khán giả thân mến, thật là hay đúng không ạ? À? Nếu chúng ta có sẵn một ít rượu ở nhà, quý vị nhớ dùng rượu để ướp vào bạch tuộc nha. Như vậy sẽ khử bớt đi mùi tanh của bạch tuộc. Và Phước Hưng sẽ cho vào đây 1/2 muỗng canh giấm gạo Lisa. Có lẽ bây giờ mình sẽ bắt đầu xào được rồi phải không Hưng? Chưa đâu Minh Châu. Phước Hưng còn thiếu một cái gia vị cũng như là một cái công đoạn rất là quan trọng cho món ăn này, đó chính là pha sốt. Trong cái sốt này cần có 1/2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh giấm gạo Lisa, 3 muỗng cà phê đường. Và kế tiếp cho 1 muỗng canh rượu trắng, khuấy cho nó tan hết cái hỗn hợp sốt này. Trong lúc mà Minh Châu pha hỗn hợp sốt này thì Phước Hưng bắt đầu tới công đoạn xào. Khi mà chúng ta thực hiện một cái món xào nào đó thì chúng ta phải cho cái lửa thật lớn để cho cái món xào của chúng ta có cái hương vị hay là có mùi ngon hơn. Nó thơm hơn đúng không? Nó thơm hơn. Chảo của chúng ta bây giờ nó đang nóng thì cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, 1 tí xíu hành tỏi băm để phi thơm lên. Khi mà bạch tuộc săn thì Hưng cho vào đây 1/2 cái nước sốt này. Bây giờ thì bạch tuộc của chúng ta nó vừa săn tới thì Hưng sẽ chút cái phần bạch tuộc này ra. Tới công đoạn tiếp theo là xào rau muống, cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Khi mà chúng ta xào rau muống, chúng ta phải cho lửa thật lớn và xào cho thật là nhanh tay thì rau muống nó có thể giữ được cái độ giòn và độ xanh của nó. Rồi Hưng cho vào đây 1 miếng hành tỏi băm, kế tiếp sẽ cho hết cái phần rau muống đã cắt vào. Khi cho rau muống vào rồi thì mình cũng phải đảo đều. Hưng sẽ cho hết cái phần nước sốt vào. Khi mà chúng ta cho hết cái phần sốt vào rau muống thì chúng ta có thể rim từ 3 đến 4 phút để cho gia vị nó thấm hết vào rau muống. Bây giờ rau muống của chúng ta đã thấm rồi, Hưng sẽ cho hết cái phần bạch tuộc hồi nãy chúng ta đã xào vô trong đây.
chúng ta hãy nhanh tay đảo đều phần rau muống cũng như là bạch tuộc cho nó trộn đều với nhau. Bây giờ thì Hưng sẽ cho cái phần bạch tuộc rau muống ra. Đúng rồi. Vậy là xong rồi phải không Hưng? Rất là đơn giản, rất là nhanh phải không thưa quý vị? Chỉ trong tích tắc là chúng ta có món ngon rồi. Phước Hưng sẽ gấp thử cho Minh Châu một miếng để mà cho Minh Châu ăn thử. Rồi, cảm ơn Hưng rất là nhiều. Bạch tuộc cũng giòn, mà rau muống cũng giòn nữa. Mà đặc biệt là Châu thấy có một cái vị này nó lạ lắm. Cái vị, giấm gạo Lisa kết hợp với lại những cái gia vị còn lại đó. Đặc biệt là có một chút rượu trắng ở trong đó đó. Nó thơm thơm, nó chua chua nhẹ nhẹ. Cảm giác lạ miệng lắm kìa. Châu đã từng ăn cái món mà bạch tuộc xào rau muống rồi. Nhưng mà ngày hôm nay á, có thêm giấm gạo Lisa, Châu cảm giác là nó rất khác, rất là lạ đó Hưng. Như vậy là các bà mẹ trẻ cũng như là quý vị khán giả có thể bổ sung thêm một món ăn vào thực đơn của mình để giúp những người thân yêu bồi bổ sức khỏe rồi. Chương trình của chúng tôi đến đây cũng sắp hết. Hy vọng là quý vị đã học được thật nhiều những kinh nghiệm thú vị. Còn Minh Châu trước khi chia tay vẫn muốn chia sẻ với quý vị những cách rất quen thuộc để liên lạc với chương trình, gửi thư yêu cầu cũng như là đưa ra những thách thức cho các đầu bếp. Đó chính là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Bây giờ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.